Hello, đam mê con cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài mồi cám, gọi là cám rang bơ nha các bạn. Đây là cám gà mình đã đi rang chung với lại bơ nha các bạn. Đây là một lạng cám gà, chúng ta sẽ rang chung với lại một muỗng bơ Tường An như thế này đó. Đây là cắm gà nè, cắm gà con nha các bạn. Đó, mình đã rang chung với lại bơ. Và cánh chim, một lạng cánh chim mình sẽ đi rang chung với lại bơ nha các bạn. Đó. Đây, hiện tại là mình đang có là một lạng cắm gà rang bơ. Đây. Còn đây là một lạng cánh chim mình đã rang chung với lại bơ nha các bạn. Bơ Tường An nè, đó. Mình sẽ bỏ chung ra đây luôn. Đây là một lạng cám gà rang bơ. Còn đây là một lạng cám chim rang bơ nha các bạn. Xong rồi mình sẽ bỏ cám gà con mà chưa có rang nha các bạn. Cám gà con còn nguyên nha. Cho đổ ra ngoài cái thau này. Đó. Hai lạng nha các bạn. Rồi. Còn đây là đậu phộng. Đậu phộng nha các bạn. Với cái đậu phộng này mình sẽ dùng một lạng đậu phộng rang nha các bạn. Rang thơm nha. Mình sẽ bỏ ở đây một lạng nha các bạn. Không cần nhiều, còn một lạng thôi, hoặc là yếu một lạng cũng được. Đây. Rồi. Đó. Cái nguyên liệu cuối cùng đây chính là cám tanh. Cám tanh này các bạn dùng loại nào cũng được hết nha các bạn. Chúng ta sẽ cho nửa lạng cám tanh đây luôn. Đó. Rồi. Một lạng luôn rồi. Sao? Đó. Đây là hôm nay đã có là 5 cái nguyên liệu đây các bạn, để cho hoàn thành cái bài mồi cám tanh. Cái bài mồi cám tanh này, cái bài mồi cám, đây là gọi bài mồi cám rang bơ này, là để chúng ta câu cá trôi và cá chép đó. Còn cái nguyên liệu nữa cùng nữa chính là bánh xôi la dâu đó. Như vậy là các bạn xay nhuyễn chung cái này ra và chọn bánh xôi la dâu này, là các bạn có thể câu được cá trôi và cá chép và cá mè dinh nha các bạn. Ba loại cá nha, trôi, chép và mè dinh đó. Tại vì mình đã làm và câu thử cái bài mồi này rồi và lên được rất là nhiều cá trôi, cá chép và cá mè dinh, thì cũng có rất nhiều bạn đã yêu cầu mình làm mồi cá trôi, cá chép và cá mè dinh, thì cái bài mồi cám rang bơ này rất là hiệu quả với lại cá trôi, cá chép và cá mè dinh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lại và mình sẽ xay nhuyễn cái tất cả cái này ra và mình sẽ trộn với lại bánh xôi la dâu nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã có ngay một bài mồi cám rang bơ để chúng ta câu cá trôi, chép, mè dinh nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành trộn đều lên. Trộn đều tất cả lại cho tất cả nó hòa quyện lại với nhau. Đó. Nó cho chúng ta đủ ra tất cả các loại mùi nha các bạn. Như là mùi thơm, mùi tanh, mùi hăng, mùi khét và mùi nồng luôn. Đó, nó kết hợp lại với nhau. Và cái bài mồi này rất hợp cho chúng ta câu đơn, đài, lăng xê hoặc câu lục. Đó, tất cả luôn nha các bạn. Và hiệu quả nhất là chúng ta câu cá cho mùa nắng. Hiện tại bây giờ là đang là mùa nắng, mùa nước có đang cạn. Và bài mồi này rất là thích hợp cho chúng ta câu cá cho mùa nắng nha các bạn. Và mùa nước cạn nha. Và rất hợp nhất là chúng ta câu cá trôi, chép và mè dinh. Và cái bài mồi này của mình là các bạn có thể thêm D1 và sữa chua. Đó, các bạn nào có thể thêm D1 và sữa chua nữa. Và sẽ làm cho cái bài mồi này chúng ta nó càng rất là hiệu quả nha các bạn.
nên nhớ nha. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi, mình sẽ xay nhuyễn cái này ra và sẽ trộn với lại bánh xôi lai dâu. Như vậy đã có ngay một bầy mồi để chúng ta câu cá rồi. Và nên nhớ là cái mồi này của mình là trộn và câu liền. Đó, chứ không có cần ủ nha các bạn. Trộn và câu liền luôn. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đi, mình sẽ xay nhuyễn tất cả các thành phần này lại chung với nhau nha các bạn. Ok các bạn, mình đã xay nhuyễn tất cả các thành phần này lại chung với nhau rồi. Sẽ được như thế này. Đây là mình đang có là hai lạng nha các bạn. Hai lạng những thành phần mình đã kết hợp và đã xay nhuyễn ra. Cám chim rang bơ, cám gà rang bơ, đậu phộng, cám tanh, đó, và cám gà con. Đó nha bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra ngoài cái thau này hai lạng. Và mình sẽ trộn với lại bánh xôi lai dâu. Đó. Đây, hai cái bánh xôi lai dâu như thế này. Trộn và câu liền nha các bạn. Và nếu các bạn trộn và thấy nó khô, các bạn có thể cho nước tại điểm các bạn câu nha. Nên nhớ nha, cho nước tại điểm câu nha các bạn. Nó sẽ rất là ok với các bạn mồi này. Rồi, bây giờ các bạn bóp cho nó đều lại. Đó, bóp ra cho nó đều lại. Đó, rất là đơn giản thôi. Xong rồi các bạn cho nước vô. Và nên nhớ các bạn ra ngoài điểm câu á, các bạn cho nước ở ngoài hồ các bạn câu á, nó sẽ ok hơn. Đó, bạn chén nước từ nước vô, tránh tình trạng nó bị nhão. Chỉ lần ít nước thôi. Đó. Bạn bóp thật là đều lên. Thế nha các bạn nha. Các bạn làm 1 kg mồi thì các bạn cho mình 10 cái bánh xôi lai dâu. Đó, cứ một lạng các bạn cho một cái. Đó, cứ thế các bạn làm, các bạn cho tiếp theo, phần tiếp theo nha các bạn. Và các bạn muốn làm nhiều thì các bạn tăng cái số lượng nguyên liệu lên. Đó, rất là đơn giản thôi. Vậy thôi. Các bạn nào mà có D1 nữa thì nó càng tốt. Đó. Mình thì mình hết D1 rồi. Các bạn có thể thêm D1 vào nha các bạn. Đấy. Thêm nước vô để cho các bạn làm mồi, các bạn câu đơn hay là câu lăn xê, câu lục gì đó cũng được, ok hết. Tại vì mình đã làm và mình đã câu thử cái bài mồi này rồi. Nó rất là hiệu quả với lại cá trôi, chép và cá mè dinh nha các bạn. Các bạn làm và các bạn câu thử nha các bạn. Trộn, nên nhớ nha, trộn và câu liền chứ không có cần ủ nha các bạn. Đó. Thấy không? Như vậy là có ngay một cái bài mồi cám rang bơ để chúng ta câu cá trôi, chép, mè dinh nha các bạn. Rất là hiệu quả nha. Đây. Đó. Cái này là mình hướng dẫn cho các bạn nên mình sẽ làm ít. Có cái mùi rất là đặc biệt luôn các bạn nha. Nó thơm thơm, hăng hăng. Đó, tanh tanh, nhẹ. Khét khét, nồng nồng. Đó. Như vậy là có ngay một cục mồi để chúng ta câu cá rồi. Thấy không? Nè. Ok. Thôi cảm ơn các bạn đã xem cái video làm bài mồi này của mình. Và các bạn nếu thấy hay hãy nhớ cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ bài mồi này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.